Con chào chú Hai, bữa nay lâu quá con mới lên thăm ông nè, cái này ông khỏe không? Cái này thì tôi cũng vẫn khỏe. Dạ. Về trong cái tuổi già nó khỏe khỏe gì chứ, khỏe theo cái tuổi già chứ không có chuyện chi. Dạ. Cái Hôm chuyện trước thì khó thì nó không có đi tới cho mình vậy thôi. dạ hôm trước thì con có đến thăm chú, cũng chia sẻ một hai clip gì đó. Thì lâu quá giờ con cũng đến thăm chú nè. Con thấy cỡ này ở trên mạng người ta cũng nói chuyện về bé Tường Lam đó chú, người thì nói vậy người nói khác, theo Cái chú đó thì là con người không có thấu hiểu được dạ trong cái chỗ bé Tường Lam nói chuyện. dạ Chứ tôi hồi nào tới giờ nói chuyện là nói cũng nhiều lắm nghe, mà tôi chưa có va chạm tới Tường Lam nào. đúng Nói rồi rằng vậy dạ đó là lời sự thật, dạ bởi vì nhận thấy trong cái chỗ đành rằng mình không có biết. Bởi vì cái câu kinh của Tường Lam nói chuyện ra, cái cổ nhân hồi trước đặt Dạ. bởi quá mắt mở bởi chân phạn ngữ, cho nên người đời khó kiếm cho ra cái ý nghĩa trong cái câu kinh hồi ngày trước kia, không có ai thấu hiểu được cho. Dạ. Thành ra mình không có biết đường mình hành. Dạ. Chứ theo cái hình dung của Tường Lam, tôi nhận thấy cũng là có cái dấu của bậc bề trên đối đỉnh, chứ không Dạ. phải không. Dạ. Ai cũng điều vị hết trơn trời, chứ không phải nói chuyện. Mà bé Tường Lam nói chuyện, coi như trăm họ có cái phần để nghĩ tới nó, mà để đem lại một phần quà ở Dạ. tại chỗ đó để ban ra cho những gia đình để khó khăn. Dạ. Đó là cái tâm của bậc bề trên để dành sẵn để Dạ. cho nó, để Dạ. ban rải trong cái chỗ cảnh khó của chúng sanh, Dạ. mà cũng dơi đi trong cái cảnh khó trong đất nước Việt Nam, Dạ. chứ không có chuyện chi ngoài ra hơn mà cái cảnh khó hết. Dạ. Bởi vì trong cái văn với ý bậc bề trên nói chuyện, bởi vì thành ra nói chuyện ra thì nó ngoài trong cái ý nghĩa. Dạ. Chứ sự thật rằng Phật dạy trong cái câu kinh nhìn thấy rõ ràng, bởi vì cuộc đời nó đã hết mà chuyện xảy ra rồi đã có rõ ràng, mà Dạ. bé Tường Lam nói trong chỗ đó không ai thấu hiểu được. Mà cái câu 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 kinh đó cũng chỉnh đốn, nếu người biết trong cái ý nghĩa trong câu kinh cũng chỉnh đốn, cũng Dạ. chỉnh đốn là trong câu kinh đó là cái chỗ từ ái rõ ràng Dạ. chứ không phải không. Bóng đèn cho nó sáng Ngày cho hôm nó nay vui. thì coi như cái cảnh khó cuộc đời đã có, nhưng mà bậc bề trên có cái câu nói rõ ràng là thầy, tất nhiên là giáo chủ, là ông Phật giáo Hòa Hảo đó. Dạ. Thì cái chỗ bước qua cái chỗ năm mèo, mèo kêu ba tánh lao sao, Dạ. coi như mình đã nhận thấy trong chỗ lao sao đã có rồi, đã có thiệt Có thiệt, dạ. chứ không phải không. Như cái mùa dịch đó là mình thấy có thiệt. Nó có Dạ. khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, đến khỉ kia cũng bị sáo sào mà canh phia rà rẫy máu đào mấy ngưng. Đó là lời rõ ràng của bậc cao minh để nói chuyện. Dạ. Nhưng mà cái chuyện đó đó, bởi vì ổng có chỉnh đốn lại rõ ràng nha, nói thời chưa thấy nó thời không tin, mà tới chừng ngó thấy rồi ăn năn làm sao kịp. Dạ. Tới chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật nào cứu kịp lòng người ác gian. Đó là câu kinh của giáo chủ để nói chuyện ra cho môn Dạ. nhân đệ tử để biết mà lo tiếp. Lo tu hành trước, chứ đừng để ngó thấy rồi mà để làm như vậy, ổng đâu có cứu kịp được. Dạ. Ổng nói khuyên người ghen sớm thì xài lâu hư. Câu Dạ. kinh nói chuyện rõ ràng, Dạ. chứ đâu phải để ngó thấy rồi mình mới niệm Phật. Dạ. Niệm Phật là đã muộn lắm rồi. Dạ. Ngày hôm nay để chính xác trong bước đường của Phật nói chuyện, bước đường đi tới này, Dạ. mẹo đã hết rồng bay dơ dận, khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. Dạ. Đành rằng mình thấy gì, cái tâm không có đồng tâm mà ý không có hảo ý nhau đâu. Đó Dạ. là cái chỗ nó rõ ràng như vậy. Đó là lời của Phật nói chuyện. Bởi vì chưa thấy nói thời không tin, Dạ. tới chừng ngó thấy rồi ăn năn cặn kịp mà khó bề tính ra. Dạ. Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái, chứ không phải độ cái người hung ác được. Bởi vì chuyển thân trong cái chỗ thượng cổ đã đến rồi, nó không còn nữa. Đó là câu kinh bị hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can, mình đã nhìn thấy rõ ràng. Chứ không phải mà lấy trong cái chữ mà, vì mình lấy trong cái chỗ đó mà bước đường đi tới là đi thẳng luôn.
chứ không phải nói chuyện. Cái cảnh khó của chúng sanh ngày hôm nay thấy độ cái căn bệnh thôi. Bây giờ cái cảnh chết đó em, hồi trước kia gom lại một chỗ mình cho rằng nhiều. Dạ. Chứ bây giờ đó chết lan can hết chứ. Chết dữ lắm mà. Dạ. Chứ, bởi vì mình thấy đây là mình không thấy. Chứ là chết dữ lắm luôn. Chứ không phải nói chuyện. Bởi vì tất cả nếu thấu hiểu được trong câu kinh rồi ráng lo niệm Phật đặng giải thoát đi trong nghiệp trước. Mà ở trong đất nước, người lãnh đạo trong đất nước cũng an hưởng đi một Phật, chứ không phải đi vào trong cảnh khó. Bởi vì niệm Phật bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xã Phật ban phép lành, niệm Phật thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng có đắm ngựa xe, đeo tuồng mộng quyển lập lè sát hương. Cái chỗ đó là thể hiện diện trong cái trước mắt của mình là không có xài được. Bởi vì đó là cái cảnh khó của chúng sanh. Ngày sau khi này lửa đồng mà đúc lấy chuông lửa người biết diện đặng thương lâu dài. Chứ không phải nhìn thấy ở trước mắt mà mình đi. Đi không được rồi. Bởi vì sau khi này là chọn người không. Chọn người không chứ không có chọn con người. Làm sao ông hai? Chọn người ở con người. Chọn con sao? Người. Bởi vì văn dễ nói chuyện lửa đồng mà đúc lấy chuông lửa người biết diện đặng thương lâu dài. Bởi vì một muôn năm nè, bởi vì Phật có nhắc lại, người là phải chân chánh thật thà. Nói cái tiếng niệm Phật không có ít có người mà thấu hiểu được. Bởi vì bậc cao minh có câu nói niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì Phật mới có cứu khỏi nơi khói lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng củ quyền sớm tối mới mọc, chữ Nam Mô mới dẹp được lòng sầu. Niệm Phật là gì? Ai không biết niệm Phật mà ông nói niệm Di Đà ráng niệm cho rằng là ông nhắc nhở. Sáu trong... chữ đó thì niệm nó dễ rồi mà sao mà trong cái sáu chữ đó nó có cái, nó có cái dấu. Ý nghĩa. Nam chỉ về tâm phải tịnh thanh. Mô không dục lợi chẳng cầu danh. A trừ dâm dục nuôi tinh đủ. Cái tinh mà nuôi đủ rồi là xá lợi ngày sau khi này nó còn. Thôi bữa nay cũng dạy hết ra chỗ nghe. Dạ. A trực di lức gắn lo giữ báo lành, đà kim khôi sanh bất hoại, Phật đà xá lợi hiệu vô sanh. Bởi vì cái tiếng niệm Phật nó cũng quan trọng lắm. Còn người tu hiền bây giờ đó thì cho biết rằng cái cuộc đời nó rõ ràng như vậy rồi. Công danh phú quý cuộc đời, bởi vì phong ba biến chuyển đổi dời gia can, lời của bậc cao minh nói chuyện mình mà mình đã có thấy trong chỗ đó rồi. Mà bữa nay mình thấy yên tĩnh cho ngày mai mình biết ra sao. Bây giờ đó là ý của thiên đại định. Bữa nay yên tĩnh mà ngày mai thảm sầu. Nhớ từ đây sắp đến gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi. Chứ không phải nói chuyện tầm thường được đâu. Bởi vì nói ra rồi phải có ích lợi trăm, cho trăm họ vạn dân, mà phải tùng theo cái ý nghĩa trong câu kinh mà. Bởi vì lời nói chuyện vừa qua rồi đó. Xem kinh phải hiểu lý kinh. Hiểu lý kinh mới hành theo kinh được. Kệ kinh nhiều kẻ đọc suông lý kinh không hiểu như luồng gió qua. Nó khổ dữ lắm. Bởi vì cái chuyện gì nó cũng phải có cái chỗ tri âm ở trong hết. Chứ không có chỗ rõ ràng được. Cái việc gì cũng phải gán, nếu mà cái tâm đi thẳng vào con đường đạo rồi, rồi. Nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Có cái câu vậy. Là đời tận thế ma vương xuống khuấy là sao không hay? Đời tận thế thì nói chuyện vừa qua rồi đó. Cuộc đời nó đã hết đời rồi. Tất cả cái chuyện gì cũng đều xuống hết trơn trời. Bởi làm người phải tay gác mặt lì cầu cho được an khương bốn biển, chứ không có quyền nói chuyện với ai được. Mình nói chuyện với mình, chứ không có phe bình trong chỗ này chỗ nọ. Mà để đè nén với người ta là không được rồi. Bởi vì cái chỗ người là vô tâm. Phật là toàn thiện. Chữ toàn thiện là coi như ân xá hết. Chỉ mình biết mình thôi, chứ không biết ai ta nói gì ta nói kệ người ta. Bởi vì có câu nói muốn làm người tai gác nặc liền cầu cho được an khương bốn biển,
chứ không có tùng theo cái ý của người ta mà không có ghét người ta. Dạ. Chữ Phật là tàng thiện mà. Dạ. Ân xá, tất cả ân xá. Nhưng mình cởi mở ra đây người ta không nghe thì thôi, người ta nghe người khác là ý của người ta, chứ không có quyền nói này nói nọ được. Dạ. Thì cái lời của bậc cao minh để dạy mình vậy đó. Bởi vì cái chuyện gì nó cũng phải có ích lợi cho chúng sanh. Mà điều cái việc gì cũng chẳng qua bậc bề trên để định. Bởi vì bậc cao minh có câu nói thầy tổ, nói ít lâu ta cũng trở về. Khuyên tâm bổn đạo chớ hề là khoan. Phải thấu hiểu ý nghĩa trong câu kinh mà hành theo trong câu kinh, chứ không có phai mờ trong chỗ đó được. Tại sao? Cái chỗ muốn làm người ta gác mặt lì là ở đâu? Mà cầu cho được an khương bốn biển là ở đâu? Tại sao hở môi ra để ngay? Vậy là đứng vào trong chỗ toàn thiện là đứng ở đâu? Bởi vì cái gì phải nín thinh. Dạ. Chứ không có nói chuyện gì hết. Của mình nói theo của mình. Bởi vì trong cái chuyện dấu vết, nó có cái dấu hết, mà cái dấu nào cũng là Phật Thánh Tiên không đó, chứ không phải dễ ra câu kinh đâu nha. Dạ. Đành rằng người ta không có đắc quả Phật được, nhưng mà cái tâm của người ta cũng vẫn có tâm. Bởi vì không có phe mình được. Nếu mình phe mình là mình có tội. Dạ. Mà không có khen người đó, lấy cái bình, cái trung đẳng, bình đẳng. Nếu mình có khen ở chỗ đó là mình có lỗi với bậc bề trên. Đạo Chúa tôi chặt gìn câu trung thị, thầy với trò khắc cốt phải duy siêu. Nếu mình khen là mình có tội với thầy. Yeah. Ai ta làm gì ta làm, ta gác mặt liền. Mà miễn cầu cho được người đó nói chuyện ra mà có một phần quà để ban gãi trong cái chỗ trăm họ vạn dân trong đất nước Việt Nam mình đi vào trong cảnh khó, coi như mình đã hãnh diện rồi. Dạ. Mà cái người lớn nhất trong đất nước Việt Nam cũng rơi đi trong cảnh khó, chứ dạ, đâu có nói chuyện này chuyện nọ được. Người ta cũng là tâm người đó, chứ không phải giỡn đâu. Chứ ngoài ra rồi đâu có ai mình mà nói chuyện được. Khó nói lắm. Tại mình không biết. Chứ cái cảnh khó của chúng sanh thì ngày hôm nay coi như đã có rõ ràng. Bởi vì gắng lo tu. Khuyên người gàng sớm thì xài lâu hư. Những người có của tiền dư phải nên bố thí mà dành tư làm gì? Bị người cảnh khó mình đã ngó thấy rồi, phong ba biến chuyển. Tại thấy vậy cho đố ai biết đặng ngày mai. Bữa nay yên tĩnh mà ngày mai thẳng sầu. Yeah. Ngày hôm nay còn đây là ý trời đã định để thương xót chúng sanh thôi. Ngày hôm nay nó lại đạp lại trong cái cảnh khó của chúng sanh ngày hôm nay, nó rõ ràng là gì? Mang thủy ách hồi năm Đinh Sửu, là cái năm 2000 bão biển đó. Dạ. Mang thủy ách hồi năm Đinh Sửu đến năm nay tái lại một lần, là cái năm 2000 hay gì? Năm, hình như tôi nhớ năm 2000 là bão biển chết lạng đã chi thiên hết. Dạ. Mà ngay chân trong câu kinh luôn. Mà năm nay tới 23 năm rồi mới có trở lại cái cảnh khó của chúng sanh. Dạ. Mang thủy ách hồi năm Đinh Sửu đến năm nay tái lại một lần, khổ ách này đánh thức tỉnh trần. Yeah. Rằng thiên định tuồng đời sắp hạ, nó không có còn. Hay luôn. Bởi vì cảnh khó của chúng sanh nhìn thấy đã có rõ ràng. Từ đây mãi trở về sau gắng lo tu hiền, lo cúng lại và lo niệm Phật, mới thoát đi trong cái cảnh khó sau khi này. Ngày sau khi này đó, đừng có nói chuyện. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh thiêu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Bởi vì có chỗ nói khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lặp lại tưởng ngôi. Bởi vì cuộc đời nó đã hết rồi, nó không còn. Yeah. 2000, trong cái niên kỷ 2000 bực bì trên đời định, nó đã hết rồi. Thì cuộc biến chuyển coi như là có, chứ không khi nào không được hết. Còn hiện diện ngày hôm nay lấy cái tâm ngừ mà để lắm tai nghe, nói chuyện nghe được, mà trăm họ vạn dân có cái tâm đạo mà đi tới đó đem phần quà để phổ giúp cho những cái gia đình mà đi vào trong cảnh khó, đó là cũng người rồi. Coi như cái cỡ nào cũng trở lại là người. Dạ. Bởi vì cái bước đường này là bước đường cuối cùng, người ta muốn quay trở về lấy cái tâm Phật, đang trở về đắc quả Phật, chứ dạ, không phải nói chuyện tầm thường được rồi. Bởi vì trong tại mình không biết rồi mình bình luận trong chỗ này chỗ nào. Dạ.